Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ là cá tuân cát. Thì hiện tại là mình đang tập yoga ở trên nóc nhà nha. Bây giờ dưới đất hết chỗ tập yoga rồi các bạn ơi. Mình phải leo lên tận nóc nhà để tập yoga lại nè. Rồi, thì sau khi mình tập xong bài yoga này, mình sẽ đạp xe đạp đi xuống biển để tập thêm một số bài thể dục rèn luyện sức khỏe nha các bạn. Thời tiết ngày hôm nay khá là đẹp luôn. Trời trong xanh luôn các bạn. Không tập thể dục rèn luyện sức khỏe thì phí lắm. Đúng rồi. Ngồi xuống nè, giơ hai tay lên cao. Đúng rồi. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Đứng lên. Giơ hai tay lên cao. Một lần nữa. Chán ghê luôn các bạn. Diễn đúng sâu luôn á. Y chang như là thật luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho con cá tuân cát dừng lại nha. Một chút nữa nó còn xuống bãi biển để tập nữa các bạn ơi. Bây giờ tập nhiều quá lạnh chút xíu nó xuống bãi biển hết sức luôn á. Player nè. Rồi, dừng lại đi, tập vừa vừa thôi. Tập cái gì mà y chang là thật luôn, tập liên tục luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm đường xuống nha. Mình đang ở trên nóc nhà mà các bạn. Ủa? Rồi xuống bằng đường nào đây ta? Hồi nãy mình lên bằng đường nào mà bây giờ mình quên đường xuống rồi các bạn. Chán ghê luôn á. Cát tuân cát não cá vàng nha các bạn. Phía bên đây các bạn ơi. Hồi nãy mình leo lên được mà tự nhiên cái mình quên đường xuống. Đúng rồi, nhảy xuống. Nhảy xuống. Đó, như vậy đó. Ủa, rồi xe đạp của mình đâu? Mình nhớ hồi nãy là mình để xe đạp của mình ở đây mà. Thanh niên nào cho mất tiêu xe đạp của mình rồi? Chán ghê luôn á. Có anh chiếc xe đạp để trả đó các bạn ơi. Mà thanh niên nào vào đây trộm xe đạp của mình mất tiêu rồi? Phía bên đây cũng không có luôn. Rồi, xe đạp của mình đâu? Đằng kia kìa các bạn. Ủa, ai lấy xe đạp của mình đây? Rồi còn chỗ đó nữa, ai đang đứng vậy? Ôi, hít ghi các bạn ơi. Hít ghi nó đang làm gì vậy? Con hít ghi này chôm xe đạp của mình rồi các bạn. Hít ghi này nha. Chơi xấu lắm nha hít ghi. Chơi mà chôm xe đạp của cách tuân cát. Nó đang làm cái gì vậy ta? Đó các bạn thấy không? Nó cứ nhìn qua nhìn lại rồi nó không xuống thôi các bạn. Để mình chạy lại gần mình xem nha. Mình nghe tiếng gì kìa các bạn ơi. Cái tiếng gì giống như là một con thú đang kêu luôn á. Rồi, từ từ thôi, từ từ thôi, núp 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 núp. Đừng để cho hết ghi nhìn thấy. Hết ghi nhìn thấy là nguy hiểm lắm luôn á. Để mình chạy lại gần mình xem nha các bạn. Ấy nào, núp núp vào, núp vào, núp vào. Có cái gốc cây nè. Cũng không núp được nữa. Chán cái tuân cát này ghê luôn á. Đó các bạn ơi. Con hết ghi nó không xuống nó làm cái gì vậy? Hình như là mình thấy trên tay nó đang cầm cái thứ gì đó các bạn ơi. Cái thứ đó phát ra tiếng kêu của mấy con thú á. Để mình im lặng một vài giây cho các bạn nghe nha. Nào kêu đi, mình mới nghe tiếng mà. Đó, các bạn. Các bạn có nghe không? Tiếng giống y chang như là con hươu đang kêu vậy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lại gần mình xem thử nha. Ui, nó mới nhìn thấy mình luôn các bạn ơi. Nào nào, từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Đúng rồi. Đó các bạn, khi mình lại gần mình nghe càng rõ hơn nha. Dưới đất hình như nó có một cái loại cây gì các bạn ơi. Mình nhìn sơ sơ qua thì mình thấy nó giống với lại là cây sen đá đó các bạn. Nhưng mà không biết có phải sen đá hay là không đây ta. Ôi, một loại trái cây kỳ lạ các bạn ơi. Phía trên nó có bông hả? Còn phía dưới là một loại trái cây. Loại trái cây gì mà lạ dữ vậy ta? Ôi ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Không ngờ là hết ghi lại lên tới đây được mới hay chứ. Ôi, tiếng nổ gì vậy, tiếng nổ gì vậy? Ôi các bạn ơi, hết ghi nó đã tiến hóa rồi kìa. Wow các bạn coi nè. Người cơ bắp còn cuộn 6 múi luôn. Ơi, hết ghi ơi. Cho mình đụng vào cơ thể em phát được không? Cho mình đụng cái được không? Ủa cái gì vậy? Sao tán cái một cái ghi nó xỉu rồi các bạn. Cái gì chán ghê luôn á. Hết ghi gì mà China dữ vậy? Vừa ăn xong đấy đó các bạn, cái nó tiến hóa lên cơ thể mới kìa. Mình lại mình đụng sơ thôi các bạn ơi. Cái hết ghi nó xỉu liền luôn á. Ôi ơi, vậy đã như vậy. Hít ghi nó nhắc ấm nhôm các bạn. Nó ăn loại quả này vào. Cái người nó cơ bắp cuồn cuộn. Vậy mình cũng ăn thử nha. Biết đâu mình ăn vào người mình nó cũng đô con như hít ghi thì sao các bạn. Rồi, ăn vào, ăn vào. Đó, các bạn coi nè. Cá tuân cá chơi đồ nha. Xỉu luôn các bạn ơi, xỉu luôn rồi, xỉu luôn rồi. Wow, các bạn nhìn nè. Mình cũng tiến hóa được nữa nha. Nhưng mà sao cái mặt mình nhìn ngáo dữ vậy ta? Con hít ghi tiến hóa thì cái mặt nó vẫn giữ nguyên nha các bạn. Còn con cá tuân cá này tiến hóa cái mặt nhìn đúng ngáo luôn á.
Chán ghê luôn các bạn ơi. Ủa rồi cái gì vậy? Đói bụng hả? Hình như là mình đang đói các bạn ơi. Mình sẽ tìm thức ăn nha. Tiếng quá kiểu gì đâu á, chán ghê luôn. Chưa kịp đánh đấm nữa mà đói rồi. Để mình tìm một vài người nào đó mình làm mồi nha các bạn. Rồi rồi rồi, xuống xe đi anh trai ơi. Anh trai sẽ làm con mồi của em. Đúng rồi. Đó. Thì ra là như vậy hả? Công nhận tiến hóa lên cái form này đúng ghê luôn các bạn. Mình không biết là nó có sức mạnh gì nữa. Mình nhìn cái mặt nó bị chán nha. Tay chân thì nó to hơn chút xíu các bạn, nó đô hơn được một chút đó. Nhưng mà cái mặt thì khỏi nói các bạn ơi. Chỉ một từ thôi, nhìn chán ghê luôn á. Rồi, bà chị hả? Bà chị xuống đây đi. Bà chị sẽ làm thức ăn cho em. Đúng rồi, đúng rồi. Bà chị sẽ làm thức ăn cho em. Ôi, nó nói cái gì vậy ta? Mình không biết nó nói cái gì luôn các bạn. Dũng mi hả? Kiểu như là thức ăn ngon đó các bạn ơi. Thức ăn ngon đó. Wow. Ghê vậy ta. Đấm mốp xe luôn các bạn ơi. Đấm mốp xe luôn nè. Ồ, nổ xe luôn các bạn. Rồi luôn. Con mồi không có mà ăn. Đấm đá kiểu đó là con mồi cháy luôn các bạn ơi. Cái đó là kêu bằng thịt BBQ đó các bạn. Con này sức mạnh nó chỉ có như vậy thôi sao? À, con sói các bạn ơi. Thôi, ăn đỡ con sói luôn. À, bây giờ mình ăn tạp mà các bạn. À, mình nhớ là đằng đây còn cơ thể của Hitgi các bạn ơi. Mình sẽ ăn thịt Hitgi luôn. Đâu rồi, Hitgi nè. Ăn thịt Hitgi luôn. Không được các bạn. Ôi, nó nặng quá các bạn ơi. Mình kéo nó không được nè. Mình tưởng đâu nó nhẹ lắm chứ. Không ngờ người đó đôi con các bạn. Mình kéo không được luôn. Người đó khá là nặng luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống thành phố mình quẩy thôi các bạn ơi. Đi đâu đó. Làm con mồi cho mình đi. Đúng rồi. Một vài phát các bạn ơi. À, đằng kia mình thấy mọi người chạy quá chừng luôn kìa. Chạy đâu anh trai? Làm con mồi cho em đi. Dòm 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 các bạn ơi. Mồi ngon đó, mồi ngon đó. Ba chạy nữa, chạy đâu? Mọi người không được phép chạy. Mọi người với các con cá sẽ là một nha. Ơi các bạn ơi, mình nghe tiếng gọi. Tiếng gọi của loại quả đó nữa hả? Ủa, cái gì vậy? Mình nhớ là mình ăn rồi mà. Tại sao bây giờ mình lại nghe thêm tiếng gọi nữa các bạn? Không lẽ là nó kêu mình ăn thêm một lần nữa? Mà tiếng gọi đó nằm khá là xa luôn các bạn ơi. Để mình chạy mình đi tìm tiếng gọi đó nha. Ôi 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 ôi. Hơi bị đã đó các bạn. Mình ăn được một quả rồi. Là mình nghe thêm tiếng gọi của quả thứ hai nữa các bạn ơi. Trời, ngon dữ vậy ta. Không biết là loại quả thứ hai có thể tăng sức mạnh cho mình hay là không nữa các bạn. Nhưng mà mình sẽ thử nha. Ồ, bình thường mình nhớ đây có con zombie mà. Ngày hôm nay con zombie đâu mất tiêu rồi các bạn. Để mình ăn thịt luôn con zombie. Ơi, anh trai đâu cái xe ô tô vậy anh trai? Cho em mượn xe đi anh trai ơi. Ủa, sao lên xe không được ta? Rồi xong phim luôn các bạn ơi. Lên xe không được rồi, lên xe không được rồi. Chán ghê luôn á. À, anh trai này nhìn có vẻ ngon này các bạn ơi. Ba rọi xông khói là đây. Ba rọi xông khói là đây. Ơ, cái gì vậy? Chưa kịp ăn con mồi nữa. Mình sử dụng kỹ năng gì vậy ta? Chưa kịp ăn con mồi nữa các bạn ơi. Đâm phát một. Cái miếng thịt ba rọi của mình nó lên đè rồi. Sao ăn đây ta? Rồi xong phim luôn các bạn. Bị mạnh nha, kỹ năng này hơi bị mạnh đó các bạn. Đó, đấm phát nữa coi. Đấm phát nữa, đấm phát nữa. Đúng rồi, nổ xe luôn. Đấm phát nữa, nổ xe luôn. Ngon là đó các bạn ơi. Cartoon Cat này đã quá ta. Cartoon Cat cơ bắp nha các bạn. Đúng mạnh luôn á, đúng rồi, đập xe đi. Đập xe đi, đập xe đi. Mình nghe hình như tiếng gọi nó nằm ở khu vực bờ biển luôn các bạn ơi. Mình sẽ đi đến khu vực bờ biển và mình tìm loại trái cây đó thôi. Ở phía bên đây đúng không ta? Cái tiếng gọi nó loạn xạ lắm các bạn. Khi nào mà mình trả lời gần kìa, mình mới xác định được vị trí của nó. Còn xa như vậy thì mình không xác định được đâu. Hướng này đúng rồi các bạn ơi. Hướng này đúng rồi. Mà hình như là mình tắt sao rồi thì phải. Để một chút nữa mình ăn loại quả thứ hai các bạn. Mình sẽ bật sao lên nha. Còn bây giờ thì mình tắt sao đi. Ôi, mình nghe tiếng ai chửi mình tùm lum tùm la vậy ta. À các bạn ơi, hướng này. Rồi đi tìm loại quả tiếp theo thôi các bạn ơi. Mọi người ơi cho mình xin đường nha. Mọi người cho mình xin đường nha. Tốc độ của mình chạy ngang với lại là một chiếc ô tô luôn các bạn. Đó đó đó, nhảy đúng cao luôn á. Không phải là mình cơ bắp mình chậm chạp đây nha các bạn. Bây giờ mình cơ bắp nè, mình chạy nhanh hơn nữa.
Ủa cái gì vậy? Mọi người ơi, mọi người đừng có chửi mình mà. Mình nghe cái tiếng đó hình như là nó phát ra từ đây các bạn ơi. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Thấy xe là mình cứ ngáy đi chạy các bạn ơi. Mình cũng đánh đấm thôi. Mình là cái Tuncat cát mà mình sẽ đi phá hoại các bạn ơi. Đi phá hoại thôi, phá hoại thôi. Ngày hôm nay định tập thể dục các bạn, rèn luyện sức khỏe. Mà thôi, đánh đấm vậy cũng được. Tự rèn luyện sức khỏe luôn các bạn ơi. Wow, có miếng thịt ra rồi. Miếng thịt ra rồi, ui. Nào. Sao bây giờ nó đấm không vậy ta? Nó đấm ra cái gì đó các bạn ơi. Mình đang đói bụng mà, mình muốn ăn thôi. Thấy miếng ba rọi thiệt là ngon luôn á. Ui, rồi còn đây mấy anh trai phi công làm gì mà chạy quá vậy? Chạy quá chừng vậy mấy anh trai. Hình như là nó phát ra từ đây nè các bạn ơi. Ở dưới nước thì phải. Ủa kỳ vậy? Loại quả này cũng phát ra từ dưới nước được hả ta? Khó hiểu thật sự luôn các bạn. Loại quả này mà ở dưới nước cũng có nữa. Ui, tối tăm mù bịch vậy làm sao mà mình tìm được đây? Khó quá các bạn ơi. Cái tiếng nó cứ loạn xộn mà mình không thể nào mà mình phân biệt được hướng đâu. À còn bên đây nữa các bạn ơi, còn bên đây nữa, còn bên đây nữa. Mình nghe hình như là ở hướng bên đây nè các bạn ơi, cũng có nữa. Đằng kia hả? Tiếng nó xa quá rồi các bạn ơi. Mình không phân biệt được nè. Rồi, bây giờ mình sẽ là đằng đây đi các bạn. Ui, hết sức rồi các bạn ơi, hết sức rồi các bạn ơi. Nó chạy không nổi luôn á các bạn coi nè. Chạy không nổi thì bây giờ mình sẽ tìm mấy anh trai cơ bắp. Mấy anh trai cơ bắp ơi, em cần tìm mấy anh. Anh trai cơ bắp đang tập nè. Ui, các bạn coi kìa, dướng luôn kìa. Rồi, đúng rồi. Tém cỏ nào, tém cỏ nào, tém cỏ nào. Wow, các bạn coi nè. Thịt cơ bắp nè. Ngon lắm luôn á. Thịt cơ bắp này ngon lắm. Rồi, anh trai kia nữa. Bắt lại nè. Đúng rồi. Coi con cách con cá kìa. Bây giờ nhìn đúng ghê luôn các bạn. Cái mặt của nó nhìn hơi bị kinh nha. Rồi mọi người ơi, mọi người né sang một bên đi, mọi người né sang một bên đi. Mình đã tìm được hướng rồi các bạn ơi. Nó nằm gần ở đây thôi. Chính xác là ngôi nhà phía trước. Chính xác là ngôi nhà phía trước. Nào, bay lên. Ui, bay lên một cái mà luôn các bạn. Chạy đi đâu, chạy đâu. Wow, các bạn có gì à? Ba quả luôn hả? Gì vậy ta? Ba quả luôn các bạn ơi, ba quả luôn. Ui, nào nào nào, đi lơ găng, ăn thôi ăn thôi. Mình cảm thấy cơ thể của mình đuối lắm rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn thêm loại quả này để mình nạp thêm năng lượng nha. Rồi, hồi phục lại cho mình sức mạnh đi. Cơ thể của mình bây giờ yếu lắm rồi các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ơ các bạn nhìn nè. Lúc nãy mình tưởng đâu sau khi mình ăn vào nó sẽ hồi phục sức mạnh cho mình chứ. Mà không ngờ nó lại nâng cấp cơ thể mình lên form mới này các bạn ơi. Mà cái form này nhìn kỳ dữ vậy ta. Tám tay luôn các bạn. Mà cái mặt lần này nó cũng đỡ ngáo rồi các bạn ơi. Lúc nãy cái mặt nhìn đúng ngáo luôn á. Cái mặt này nhìn ngầu này các bạn. Wow, sau khi mình ăn loại quả này vào, nó bonus cho mình thêm 6 cánh tay nữa các bạn. Lúc nãy thì mình chỉ có 2 cánh tay thôi nha. Còn bây giờ thêm 6 cái nữa là 8 cái. Cartoon cá 8 tay. Đó các bạn, nó bay được luôn nè. Ngầu dữ vậy ta. À trực thăng hả, trực thăng hả. Test kỹ năng mới thôi các bạn ơi. Đây trực thăng nè. Ủa gì vậy? Kỹ năng gì vậy ta? Sao nhìn nó lạ dữ vậy các bạn? Rồi trực thăng đâu? Rồi xong phim đó các bạn ơi. Trực thăng rơi xuống biển rồi. Chưa kịp test kỹ năng nữa. Để mình tìm một vài anh trai mình test thử nha các bạn. À đằng kia mình thấy mọi người đang đứng kìa. Hello anh trai. Hello anh trai. Ui ui ui. Bắn ra lửa hả? Kỹ năng gì mà chán như vậy? Kỹ năng bắn ra lửa nha các bạn. Trời ơi. Tưởng đâu kỹ năng gì ngầu lắm chứ. Không ngờ là bắn ra lửa các bạn ơi. Nhưng mà lửa nổ nha các bạn, lửa nổ nha. Tính ra cũng được đó các bạn, tính ra cũng được đó. À, xe cảnh sát hả? Xe cảnh sát hả? Xe cảnh sát hả? Xe cảnh sát hả? Nổ luôn, nổ luôn. Ui, từ từ thôi, từ từ thôi. Bắn cái gì mà liên tục vậy? Bắn nhiều quá là mình dễ bị kích ra ngoài lắm nha các bạn. Bắn cứ từ từ thôi mà. Đó. Nó gầm các bạn ơi, nó gầm các bạn ơi. Được, được. Kỹ năng này tạm ổn nha các bạn. Cái mạnh này không mạnh đâu. Trực thăng nè. Trực thăng nè. Đó. Bắn lửa ra từ tay nha. Bay lên luôn, bay lên luôn. Mình nhìn mình sao giống như là Doctor Strange vậy các bạn. Mọc tay quá chừng luôn nè. Rồi đâu? Ai bắn mình đâu, ai bắn mình đâu? À, cái này là mình bắn tay không được các bạn ơi. Mình đấm tay không được, mình nhầm chứ. Mình đấm tay không được các bạn.
cái tay mình là mình chỉ bắn thôi à, chứ mình đấm không được nè, buồn vậy ta. Đó các bạn, mình định đấm thử mà đấm không được. À, tóc biến được hả? Chỉ cần mình chỉ vào mục tiêu thôi các bạn ơi là mình tóc biến được. Wow, cái này hay nè các bạn ơi. Đó, ui khủng vậy ta. Ha tóc biến nha các bạn, tóc biến nha các bạn. Trực thăng nè, trực thăng nè, chết bay luôn. Đó, ui các bạn ơi, mình bay nè các bạn. Wow, cartoon cắt con nhện. Máy bay nè, máy bay nè. Hình như là mình cảm nhận được thêm một loại trái mới nữa các bạn ơi. Mình có nên thử hay là không đây ta? Mình cảm nhận được loại trái mới rồi các bạn ơi. Nó nằm khá là gần ở đây luôn á. Đâu rồi, loại trái mới đâu, loại trái mới đâu. Mình muốn thử các bạn ơi. Hình như ở đây nè các bạn, hình như đây nè các bạn ơi. Đó, loại trái mới nè các bạn. Nhưng mà sức mạnh này mình chưa có thử hết các bạn ơi. Để một chút nữa mình sẽ quay lại mình ăn nha. Còn bây giờ mình sẽ chơi đồ với sức mạnh mới này. Tóc biến nè, cá tuôn cá sáu tay. Đó, bắn nha, bắn nha. Được đó các bạn ơi, mình sẽ đi về dùng quay bất ổn mình chơi thôi. Bye. Wow, các bạn coi nè, cá tuôn cá con nhện. Bye đúng chứ luôn các bạn ơi. Ui, xem chút xíu nữa lắc nó kích mình ở ngoài luôn các bạn. Nó bay nhanh quá mà. Đừng có nói là mắc sao nha. Mình đang muốn để sao các bạn, có sao chơi cho nó vui. Bây giờ mà mắc sao thì buồn lắm. Trực thăng hả, trực thăng hả? Đúng rồi, trực thăng. Trực thăng, trực thăng nè, trực thăng nè. Đấm phát mà thôi các bạn ơi, cảnh cáo thôi. Xe mô tô chạy hả? Xe mô tô chạy nè, đấm luôn các bạn. Ui. Bây giờ đấm được nè các bạn ơi. Chứ hồi nãy là đấm không được nha. Bây giờ đấm được nè. Đó, 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 dừng lại. Ui, các bạn coi kìa. Nó đang làm cái gì vậy? Ôi, nó đang làm cái gì vậy các bạn? Từ từ thôi, bình tĩnh. Thanh niên đúng chế độ luôn các bạn. À, ở đó hả? Đó, ở đó mà bắn mình nè. Tóc biến này nha các bạn. Tóc biến nè, trực thăng đúng không? Trực thăng đấu đầu với lại xe cảnh sát. Xe cảnh sát thì cho đấu đầu với cái gì đây? Ui, các bạn ơi, nó phóng ra cái gì vậy? Hả? Mạnh ghê vậy ta? Hình như là mình đè các bạn ơi, nó mới phóng ra được cái đó. Phải không ta? Sao mà khó xài dữ vậy? Kỹ năng mới khó xài quá các bạn ơi. Ui, chỉ như vậy thôi hả? Wow. Đánh đấm các kiểu nè. À, chuột phải các bạn. Chuột phải. Kỹ năng này được. Đây các bạn nè. Đó. Mình phóng một cái đĩa các bạn ơi. Cái đĩa này cũng mạnh đó nha. Nè, phóng đĩa nè, nổ xe luôn. Phóng đĩa nè, nổ xe luôn nha. Còn bên kia nữa. Trực thăng nè. Wow. Khi mình gồng mình nó lâu các bạn thì cái đĩa nó sẽ càng to ra nha. Còn mình mà phóng nhanh á thì cái đĩa nó nhỏ xíu à. Đấy các bạn coi nè, đĩa lâu nè. Đó, cái đĩa to thật là to luôn. Đĩa nhỏ nè các bạn. Đĩa to nè. Được đó. Loại trái cây này khá là hay luôn các bạn ơi. Mình sẽ chỉ đổi cô ra dùng loại trái cây này các bạn. Nè, phóng nè. Được đó các bạn ơi. Ui. Nhìn mất cười sao đâu đó các bạn. Đúng rồi, trực thăng lại đây tìm mình nè. Wow, bây giờ mình lên 5 sao rồi các bạn ơi. Năm sao rồi. À, trực thăng hả? Ở đó mà bắn mình đi. Ui, gì đây? Trời, các bạn nhìn kìa. Loại năng lượng mới hả? Mình phóng ra cái gì đó các bạn? Rồi còn cái tay mình, nó có cái vòng gì vàng vàng nó theo các bạn ơi. Cái này là gì đây ta? Đó các bạn, nó trồng năng lượng hả? Trời luôn, quét sạch toàn bộ mọi thứ luôn các bạn. Không chừa sót cái gì trên đường mà nó đi ngang qua luôn á. Biết gì ta? Đây là nè. Xong phim luôn. Loại trái cây ảo diệu đây rồi các bạn ơi. Loại trái cây mình cần tìm ấy rồi. Mà nó chạy ra tới ngoài kia luôn các bạn. Đây, mình sẽ ra ngoài khu vực bờ hồ cho các bạn xem thử nha. Nó chạy hơi bị xa luôn các bạn ơi. Ghê vậy. Thôi. Rồi, mình sẽ thử gần nó đây nha. Nó đi được trong nước rồi các bạn. Phóng ra ngoài. Đi theo. Bay xuống nước. Đó các bạn, nó quét đúng xa luôn á.
Cái gì mà ghê dữ vậy ta? Loại trái cây này thần kỳ quá các bạn ơi, loại trái cây này thần kỳ quá. Đúng rồi mọi người, mọi người cứ tụ tập ở đây đi, mọi chuyện cứ để mình lo. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho cảnh sát đi lại đây nha, sau đó mình sẽ sử dụng chiêu này. Chiêu này ghê đó các bạn, chiêu này ghê đó. Đâu rồi mấy anh trai cảnh sát ơi, lại đây đi, em đang chờ nè. Lại đây đi, em đang chờ nè. Em đang chờ nè. Quét sạch toàn bộ một cái khu vực luôn các bạn ơi. Ôi các bạn ơi kìa, nó quét đúng xa luôn á, ra tới đằng kia luôn. Khủng dữ vậy ta. Quét đến đây luôn các bạn. Khá là dài luôn á. Khủng khiếp quá các bạn. Từ đây nè, để mình thử một lần lần. Để mình thử làm lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Bóng đi, bóng đi, đúng rồi, mình sẽ đi theo nó luôn các bạn ơi. Đây 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 đây, đây. Các bạn coi nó quét nè, ghê quá. Nhà của người vô gia cư quét banh nhà của người ta luôn các bạn. Khủng khiếp thiệt. Rồi mấy anh chị cảnh sát ơi, mấy anh trai muốn đánh em đúng không? Mấy anh trai còn muốn đánh em đúng không? Mấy anh trai còn muốn đánh em đúng không? Tóc biến nè các bạn, họ tóc biến, cho đi xuống nước chơi nè, tóc biến, cho đi xuống nước chơi nè, cho đi tắm hồ nè. Đó, còn ai muốn tắm hồ nữa không? Cứ liên hệ mình. Mình cho xuống hồ tắm hết luôn các bạn ơi. Cái loại trái cây thứ hai thôi các bạn, mà mình đã mạnh đến mức này rồi, không biết là cái loại trái cây thứ ba mình ăn vào nó sẽ ra sao nữa. Mình nghĩ có thể là mình sẽ mạnh hơn nha các bạn. Ôi, đã thực sự luôn á. Cho đi xuống hồ nè, cho đi xuống hồ nè. Mấy anh này cảnh sát nữa, mấy anh này cảnh sát nữa. Mấy anh có nóng nực không? Để em cho mấy anh đi tắm hồ nha, cho mấy anh đi tắm hồ nha. Có thuyền luôn nè. Ủa cái thuyền gì kỳ vậy? Không thấy thuyền luôn các bạn ơi. Chiếc thuyền nó bị tàng hình rồi. Chiếc thuyền bị tàng hình rồi. Đừng 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 đừng. Ghê quá các bạn. Trực thăng nè. Trực thăng, ôm trực thăng đi. Đây các bạn ơi, ở đây có sự cảnh sát nè. Trực thăng với mình nè. Trực thăng với mình nè, cho nổ trực thăng luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ quay trở về chỗ kia. Giờ mình thử loại trái cây thứ ba nha các bạn. Khá là ngon lành luôn á. Đụng sơ sơ luôn các bạn ơi, các bạn coi nè. Mình không kịp làm gì luôn các bạn. Đụng sơ sơ thôi mà xe mất tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Ghê dữ vậy. Nào, xe bắn tải, dừng ở đó. Đó các bạn thấy không? Mình chưa kịp làm gì luôn á. Mình chỉ chạy lại gần thôi mà móp xe tùm lum tùm la rồi. Đây các bạn coi nè. Đó, móp xe luôn, móp xe luôn, móp xe luôn. Ghê quá các bạn ơi, móp xe luôn nè, móp xe luôn nè. Thôi 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 thôi, đừng có quăng nữa, đừng có quăng nữa. Kỹ năng này tốn kém quá các bạn ơi. Phá hoại tùm lum tùm la à. Kỹ năng này mạnh quá. Độ mấy anh trai đứng ở đó nha. Trong một phát một xe móp luôn các bạn. Ghê dữ vậy, ghê dữ vậy. Được rồi, em tạm biệt mấy anh trai cảnh sát nha. Em sẽ quay trở lại đó, em tìm loại trái cây đó thôi. Ok, và mình cũng sẽ tạm dừng video của mình đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu như các bạn muốn biết cách tôn cát ăn cái loại trái thứ ba vào nó sẽ làm sao thì các bạn hãy nhớ đón xem cái video tiếp theo ha. Mình sẽ gợi ý nhỏ cho các bạn là khi mà con người ăn vào cái loại trái cây đó, loại trái thứ ba nó sẽ khác nha các bạn. Còn cách tôn cát nó là quái vật, nó ăn vào nó sẽ khác nha, chứ nó không phải như là con người đâu. Đó. Rồi ok. Và mình nghĩ là mình cũng sẽ tạm dừng video của mình đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.